sau sự thành công khi giúp vương quốc nước còn gì tuyệt vời hơn khi được cả bốn vợ bao quanh như thế này, em nào em nấy ai cũng dành nhau ngủ cùng Sato không ai chịu nhường ai. Cái tình huống này có thằng đàn ông nào mà không muốn, nhưng bốn người thì hơi quá xúc với Sato. Thôi thì các anh em cứ chia nhau mỗi người một em đi, tất nhiên là Sato sẽ đặt Hime lên hàng đầu, chuyện đó thì trong số họ ai mà không biết nhưng cậu cứ từ từ từng người lên cũng được. Lúc này trái tim cậu mách bảo, mẹ chọn thì chọn nhanh lên mày không thấy hàng tá người đang xếp hàng chờ à người thì có cả đống người thì không miếng nào may quá những gì sato vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ thấy hime đang ngủ bỗng sato nảy ra một ý tưởng cậu đánh thức hime dậy nói hôm nay cậu sẽ dành riêng cho cô hime đang mơ hồ thì sốc ngang các công chúa tỉnh dậy nghe thấy thì đòi đi cùng nhưng cậu thẳng thắn từ chối vì ngày hôm nay cậu sẽ ở một mình cùng hime vì sato không có tiền dẫn hime đi chơi cậu lấy hết liêm sỉ đi xin ông của hime ông rất phóng khoáng cho cậu cả một túi đủ tiền ăn uống cả tiền thuê phòng Hime lúc này cũng tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới xong họ bắt đầu xuống phố. Mà đi đến đâu ai cũng nhận ra Sato là vua nhẫn, cậu như trở thành một idol trong mắt mọi người lại còn được fan đom xin chữ ký. Hime thấy sắp biến thành buổi họp fan mất rồi còn gì đâu buổi hẹn hò, mà thôi Sato vui là tất cả đều ok, lúc này ba cô công chúa không được đi cũng bám sát xít theo dõi hai người. Dù là vợ nhưng ba người đúng xem vẫn phải ăn cơm chóa ngập mặt, sau đó hai người lại đến công viên chơi, đúng là chỗ hẹn hò lý tưởng có khác đâu đâu cũng là các cặp đôi đang hẹn hò với nhau họ miễn cưỡng dắt tay nhau vào vừa đặt đít xuống ghế hime ngay lập tức ra tín hiệu cho sato còn trần trừ gì nữa mà không tới nhưng sự căng thẳng đã làm sato trùng bước cậu không thích làm trong sáng À thế à vậy thì làm trong tối nhé quả đúng là hime đối với cậu là nhất là số một tiếc thay cho ba cô gái phải đứng ngoài nhìn vì không muốn làm phiền không gian riêng của họ ba cô quyết định quay về trên đường về nefrai rất vui vì được đi chơi cùng mọi người dù chỉ là lén lút nhưng cô rất vui xét về mặt tuổi tác thì cô là người già đầu nhất luôn đấy hime lúc này cũng đã để mắt đến họ nhưng cô lại quay lại hòa mình vào buổi hẹn hò buổi đi chơi kết thúc hime cảm thấy rất vui nhưng hime chỉ thắc mắc một câu tại sao sato lại rủ mình mà không phải các con vợ khác chỉ là sato thấy cả hai có tình cảm cảm với nhau nhưng lại chưa có nhiều hành động như cặp đôi những lần nhìn thấy hime cậu chỉ muốn chạy tới và rủ cô đi chơi lập tức hime rất vui vì sato lúc nào cũng nghĩ đến mình đầu tiên nhưng đây sẽ là lần cuối cậu có thể làm vậy vì cậu còn những người khác họ đều là vợ của cậu kể cả khi cậu xem cô là số một hay không có thứ hạng gì như vậy cũng không được các công chúa đều thực hiện sứ mệnh đi theo sato tình cảm của họ dành cho cậu cũng không phải trò đùa thế nên cậu cần yêu họ nhiều hơn sato không cần biết hime vẫn là nhất nếu hime vẫn không hiểu thì cậu sẽ chứng minh cho cô thấy cậu yêu cô đến mức nào sau pha đó Sato cảm thấy ngượng ngùng vì lỡ làm chuyện xấu hổ này. Sato tính chạy nhưng Hime đã níu kéo cậu nói không muốn về. Đây rồi cuối cùng số tiền mà ông cho để thuê phòng sẽ được dùng. Trùng hợp làm sao ngay trước mặt họ là một cái khách sạn. Còn chần trừ gì nữa tới luôn đê bản thân ơi. Cơn thèm chích đang dâng trào lại bị Hime dập tắt một lần nữa. Cô quyết định là về nhà để khi khác làm. Sáng hôm sau là ngày họ khởi hành. Safira chán ngấy không muốn đi cùng. Nghĩ đến cái cảnh bị ăn cơm chóa hàng ngày là thấy ngán rồi nhưng sứ mệnh bắt buộc cô phải đi. Nếu không có cô Sato sẽ không thể dùng được nhẫn. Chỉ là Safira vẫn rất lo lắng cho em gái và cha, nhưng em gái đã hứa với Safira rằng mình sẽ chăm sóc cho cha và bảo vệ vương quốc. Việc của chị là theo dõi chồng em xem nó có len phén với con nào hay không. Nghe vậy Safira đồng ý lên đường khởi hành đến nơi cuối cùng đó là vương quốc đất. Theo như trong sách thì nơi đó nằm xa phía bắc của vương quốc nước, là thành phố của người lùn nằm sâu bên trong các dãy núi, nhưng có người lùn sống chỉ là trước đây sau khi cuộc chiến giữa vua nhẫn và ma vương diễn ra nó đã trở thành tàn tích nhưng giờ nó đã là tàn tích vậy công chúa nhẫn còn lại còn sống hay không cái này thì phải hỏi hiền giả nhưng ông éo biết mà thôi đến đó đi rồi biết cuối cùng đã tới nơi họ phải băng qua bức tường đá đó mới thấy được vương quốc đất đến đây thì phải chịu khó đi bộ rồi cứ tưởng chuyến đi dễ ăn ai ngờ đi ba ngày ba đêm chưa tới vừa đi vừa cảnh giác phía dưới vực giờ mà rơi xuống cái là trôn luôn á dù gì nó cũng là nơi xảy ra cuộc chiến với ma vương nên xác quái vật chất hàng tá ở đây không có gì là lạ. May mắn cho họ là hoàng tử đã kiếm được chỗ nghỉ chân không xa. Vì thế tối đó họ có một giấc ngủ ngon sau ba ngày đi đường. Sato và hiền giả không ngủ được ra ngồi tâm sự với nhau. Sato hỏi ông ý nghĩa về những màu hoa bỉ ngạn à nhầm. Cậu muốn biết việc thu thập nhẫn thực sự có ý nghĩa gì? Hiện tại đế quốc muốn đối đầu với vua vực thẳm mà không cần đến sức mạnh của chiếc nhẫn. Và hầu như họ tiêu diệt hết đám ác ma ở Masa. Sato có hơi ô vờ thinh kinh tí, nghĩ rằng mình sẽ được giải cứu thế giới đánh bại vua vực thẳm. Nhưng bản thân cậu tự nghĩ vậy nhưng thực ra chẳng ai kỳ vọng vào cậu cả. Có rất nhiều người trên thế giới và họ đều có cách suy nghĩ khác nhau. Không ai đi chung trên một thuyền cả, người thì nghĩ đánh bại ác ma là tiêu diệt vua vực thẳm. Dù Sato không kỳ vọng vào chiếc nhẫn quá nhiều, nhưng trong chuyến hành trình này cậu đã học được nhiều điều. Ông đã từng nghe rất nhiều về sự đáng sợ của vua vực thẳm. Những gì mà hắn để lại đã trở thành vết sẹo lớn, chúng ta không biết hắn mạnh cỡ nào nhưng hắn có thể điều khiển ác ma và những hiệp sĩ mà phép thuật chúng ta không thể chống lại và đó chỉ là những mảnh vỡ sức mạnh được tràn ra từ phong ấn con người chắc chắn sẽ phải gục ngã trước hắn mà nghĩ nhiều làm gì nếu sự hồi sinh của vua vực thảm đúng như truyền thuyết thì vua nhẫn cũng vậy cậu đã tập hợp đủ bốn cái rồi cố gắng lấy một cái nữa là thành vua nhẫn thực sự sato nghĩ nhiều cũng nhức đầu thôi thì vào làm giấc để mơ gặp các em nào cuối cùng họ đã đến được thành phố đất nhìn quanh khu đã thấy mọi thứ hoang tàn đổ nát nhìn vậy cũng đủ biết nó khốc liệt thế nào rồi họ đã biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì nó yên bình đến đáng sợ lâu lâu hime lại cảm thấy như có ai đó theo sau maz nghĩ chắc là do cô nghĩ nhiều thôi chứ làm gì có ai cứ hù hoài họ đi sâu vào trong đến được một chiếc ghế đá như vua chúa chắc chắn đây là cung điện bên trong sato đi một vòng thì thấy xác của một người lính nhìn cao giáo thế này chắc không phải người tập lùn đó là chiến binh ma pháp là thánh dị vật từ thời xưa cứ yên tâm nó chỉ như một hình nhân khi truyền ma pháp mới hoạt động, thông qua nó biết được cuộc sống nơi đây có công nghệ cao như thế nào. Trong thời đại truyền thuyết người lùn chiến đấu thông qua chiến binh ma pháp, những cỗ xe ma pháp của Nidakita là số ít còn hoạt động cho tới ngày nay. Granat cũng đã từng nghe nói tổ tiên hồi xưa đã nhận nó từ va ong quốc đất, họ để lại rất nhiều thứ ở đây nhưng lại không ai biết về họ. Tóm lại là không tìm ra chiếc nhẫn nào ở đây cả, bây giờ chỉ còn cách đi sau vào lòng đất. Lúc này hình nhân bất ngờ cử động, chúng tiến tới chỗ họ và nói biến mất chúng tôi đã biến mất tất cả mọi người vương quốc đất nó lao tới như the flash nhưng sato đã né được và đáp trả nó rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao nhìn vào tay nó đi nó đã bị điều khiển bởi vua vực thẳm không ngờ là hắn lại có thể làm chuyện này nói lại đứng dậy lẩm bẩm tiếp tại sao họ chiến đấu nhưng sao lại chỉ mình họ biến mất gió lửa nước ánh sáng hãy cùng xuống địa ngục đi hắn tạo ra một tường đất ngăn cách sato và những người khác lúc này cậu đang ở trong bóng tối Đột nhiên hình nhân tấn công như người nói chính là vua vực thẳm, hắn yêu cầu cậu đừng có cản trở. Cậu không có chỗ đứng trong nơi đây nên không việc gì phải xen vào. "No no no có đấy, đúng là cậu không phải người ở đây nhưng đây là nơi mà các con vợ cậu sinh sống. Cho dù phải mất mạng Sato nguyện sẽ bảo vệ thế giới này." Vừa bứt phá khỏi lớp đất hi me ngay lập tức truyền cho cậu sức mạnh to lớn truyền vào thanh kiếm, rồi một vung xuyên qua cả đá chém bay đầu nó, nhưng lúc này chiếc nhẫn vẫn phát sáng báo hiệu một thứ gì đó. Chiếc nhẫn đen từ khắp nơi bắt đầu tan biến từ ông hime hay cả từ quốc vương đều tan biến nó được trở lại với vòng tay của vua vực thẳm một cơn động đất ập tới và trên trần nhà xuất hiện những cánh cổng hai con ác ma vực thẳm được triệu hồi với tình trạng hiện tại họ không thể chiến đấu chỉ còn cách chạy trốn nhưng vua vực thẳm đã đoán được đường đi nước bước của họ cho ác ma chặn lối đi với số lượng đông như này chỉ có safira hóa anh long mới chơi lại thôi nhưng sức mạnh lớn như vậy thì phải cần rất nhiều nước với một nơi có độ nước thấp như này thì không thể nào một mình Sato và năm chiếc nhẫn sẽ tự mình đối phó. Hiên giả Granat và hoàng tử cũng vô đánh phụ, nhưng đã trải qua bao lâu tụi nó vẫn kéo tới nườm nượp, Sato đã cạn kệt năng lượng. Ông Hime dùng thái dương hạ san rồi dắt tay mọi người chạy, may mắn họ đã cắt đuôi được tụi nó tạm thời an toàn. Sato đã được thở, lúc này nhìn về phía xa xăm một đám titan đang tiến về nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa vua vực thẳm đã hồi sinh, thôi đến đây là kết thúc, không đủ năm chiếc nhẫn thì không thể giải phóng sức mạnh thực sự nếu đánh ở đây thì không có khả năng thắng ngay cả khi họ tìm thấy nhẫn trước thì ván cờ này vua vực thẳm vẫn là người thắng sato nghĩ trước mắt thì cứ chạy trước đã sau đó tìm chiếc nhẫn cuối vẫn còn kịp nhưng nhìn tình thế hiện tại xem có mà chạy bằng mắt bây giờ cách duy nhất để sống sót là họ phải quay lại thế giới sato không để những chiếc nhẫn rơi vào tay hắn cậu là niềm hy vọng cuối cùng để giải cứu thế giới này ông mong cậu có thể giải thoát các công chúa khỏi những chiếc nhẫn ông sẽ ở đây và đợi cậu quay trở lại cuối cùng chỉ còn mas và hiền giả ở lại quyết định của họ là sẽ chiến đấu cho thế giới này đến phút cuối cùng sau khi trở lại với thành thị xa hoa các công chúa lần đầu nhìn ngắm cảnh đẹp ánh đèn được thử những bộ đồ lót của phụ nữ cuộc sống cùng bốn con vợ ở ngoài đời thực sẽ như thế nào cùng tìm hiểu tiếp tập sau nhé họ cùng nhau đi shopping quần áo nhìn họ ăn mặc lạ lẫm những người xung quanh đều nghĩ đang có sự kiện cosplay hay gì mà chuyện bị bàn tán thì quá bình thường rồi quan trọng là Hime lại lấy lại nụ cười như xưa chuyện ngay bây giờ họ cần phải bàn là làm sao trở về thế giới cũ đây, không có hiền giả thì cánh cổng ánh sáng chẳng mở ra. Giờ họ chỉ còn biện pháp tự tìm đường về, nhưng nói vậy chứ chả có manh mối gì, tạm thời những vương quốc mà họ cai quản đều ổn, nên họ không quá lo lắng cho quốc gia. Safira thì khác rất lo lắng cho sự an nguy của vương quốc, dù gì thì vương quốc nước cũng gần nhất, môn thì nói vậy nhưng khi đồ ăn tới một cái là nhỏ đơm ngay. Ăn vậy rồi sao cái ví của Sato chịu nổi, sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Sato và Hime lại ở phòng riêng, vì cô đã nhường phòng của mình cho ba cô công chúa. Trong này có vẻ không khí hơi ngột ngạt tí nhỉ mà Hime thấy nóng ghê. Lúc này Sato lên tiếng hỏi về chuyện của ông, chuyện đó thì thực ra khi quay lại ông đã để sẵn một bức thư ở đó. Ông biết nếu như chuyện này xảy ra thì cô đã an toàn, ông nói cô không phải lo lắng, ông biết cô đủ mạnh mẽ để tự mình giải quyết mọi chuyện ở đây. Cuối thư ông mong cô hãy quên thế giới đó đi và quay lại cuộc sống bình thường hime đã khóc rất nhiều trong vòng tay của sato sau kỳ nghỉ hè hai người lại quay trở lại với sách vở các bạn ai cũng thắc mắc về hai người làm gì trong hai tháng hè sato chỉ biết cười trừ chứ bây giờ mà nói mình có bốn con vợ chắc chúng nó phát điên quá nhiều ngày trôi qua chỉ từ sau hôm đó granat đã có rất nhiều đồng loại chơi cùng nefry thì chăm chú khám phá thế giới mới còn safira vẫn băn khoăn về chuyện gì đó thi thoảng sato cũng quay lại điểm xuất phát nhưng chẳng có dấu vết gì Hime thì quan tâm lo lắng cho Sato nên lén đi theo. Cậu không lo cho bản thân mình nhưng các công chúa. Cứ để họ như vậy mãi không ổn. Nhưng cậu đã quên những lời ông dặn rồi chăng? Ông mong cậu có thể giải phóng sứ mệnh chiếc nhẫn các khỏi công chúa. Mọi người sẽ phải tự tìm hạnh phúc mới trong thế giới này. Sato cũng vậy. Hãy quên thế giới đó đi. Chỉ cần mỗi ngày cậu ở bên cô là được. Nhưng hạnh phúc của Sato không dễ dàng như vậy. Đang chuẩn nói gì đó thì ngôi đền bên cạnh đột nhiên phát sáng. Bên trong lăn ra một cô gái như đến từ tương lai nhưng cô lại nhắc đến vua nhẫn không sai người con gái ấy chính là chìa khóa để mở ra cánh cổng hy vọng người sở hữu chiếc nhẫn đất amber indanokan khoan đã tại sao cô lại tới được đây được cô không chỉ ở đây mà còn ở rất lâu về trước sau cuộc chiến với vua vực thẳm chỉ còn một ít người lùn còn sót để bảo vệ chiếc nhẫn họ bất chấp sự sụp đổ của vương quốc những người lùn tạo ra cô một vật trung gian có thể giữ chiếc nhẫn qua nhiều thế hệ nói cách khác cô là bản sao của công chúa người lùn cô được gửi tới nơi này là để không ai lấy được chiếc nhẫn Trùng hợp quá vua nhẫn đời tiếp theo lại ở đây, suốt 100 năm cô ở đây chờ duy nhất ngày này, không nói nhiều nữa chỉ cần kết hôn vua vực thẳm sẽ bị đánh bại, nhưng Hime đã ngăn cản việc quay lại, vì giờ này dù có đủ năm chiếc nhẫn thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, vua vực thẳm đã hồi sinh, Sato quay lại chỉ làm cậu ấy thêm khổ mà thôi, vậy là định mệnh của Amber đã không được hoàn thành, nhưng nếu Sato muốn đổi ý thì quay lại đây tìm cô, Amber luôn sẵn sàng, các công chúa đã ở đây một thời gian và ai cũng bắt đầu chán nhìn trên khuôn mặt của họ là sato biết nên nói chuyện chiếc nhẫn thứ năm cho họ nghe rồi nhưng hime nhất quyết không cho cậu nói sau khi mọi người ngủ hết hai người đã có một cuộc cãi vã hime biết sato muốn cứu thế giới nhưng nhìn vào hiện thực đi cậu làm éo gì có cửa thắng hắn họ chỉ còn cách tiếp tục cuộc sống tại đây thôi hôm sau sato trên đường đi học về bất ngờ amber chui ra từ bụi rậm cô kể rằng hôm qua cô đã nghe thấy âm thanh ai đó kiếm mình nhưng cuối cùng vua nhẫn lại không tìm thấy amber thứ mà vua nhẫn tìm tới lại là thứ hạnh phúc mà công chúa nhẫn ánh sáng nhắc tới câu nói đã khiến sato suy ngẫm từ chiều tới tối lúc này amber lại xuất hiện cô nói mình sẽ khiến cậu quay trở lại thế giới cũ sức mạnh của cô là để làm điều đó chỉ cần hai ta ký khế ước sức mạnh của cô sẽ mở cửa thông tới anulus sau khi suy nghĩ vài ngày sato đã đưa ra quyết định ngay từ đầu cậu có ý định quay lại nhưng khi nhìn vào mắt hime cậu lại không thể nói ra những lời đó yên tâm sức mạnh của nhẫn là tuyệt đối Sato nhất định sẽ một lần nữa phong ấn được vua vực thẳm. Truyền thuyết thì họ nói vậy, Amber cũng chưa ép ai bao giờ. Vua nhẫn là lý do mà cô tồn tại đến hôm nay. Vậy nên cô sẽ dõi theo cậu cho tới đầu bạc răng mây. Tất cả các công chúa đều như nhau. Sống là vợ Sato mà chết cũng là vợ Sato. Đó là ý nghĩa họ tồn tại. Sứ mệnh đó không hề nhẹ nhàng, phải rồi ra là dứa. Cuối cùng Sato đã có câu trả lời, cô nguyện ý đưa chiếc nhẫn cuối cho cậu không? Lại trả đồng ý vội, những gì của amber từ sau nụ hôn này đều là thuộc về sato hay quá sau bao nhiêu nỗ lực năm anh em siêu nhân đã tụ họp sau khi trở về hime đã khóc vừa thấy sato cô lập tức ôm không buông chỉ là cô nhớ ông nên mới vậy nhưng giờ đã ổn hơn lúc này cô đã để ý trên tay cậu đã đủ năm chiếc thì rất bất ngờ cậu nói cho hime biết mình sẽ quay lại nghe vậy hime liền phản đối cô không muốn quay lại mãi mới được hạnh phúc bên nhau vậy mà thế giới đó quá nguy hiểm lỡ như ta lạc mất nhau luôn thì sao Đối với Hime sứ mệnh của cậu chỉ như vậy thôi sao? Làm bạn suốt 10 năm đó là tất cả những gì cậu biết về Hime, đó là sứ mệnh quan trọng tới mức bỏ cả tình bạn 19 năm ấy đúng không? Được giải phóng bởi chiếc nhẫn. Không có ngãi là chạy trốn mà Hime cần phải kết thúc mọi chuyện, sứ mệnh không còn của riêng Hime nữa, Sato sẽ ở bên cô, ông đã nói rồi. Sức mạnh của chiếc nhẫn là sức mạnh của mối liên kết, và cậu yêu Hime hơn bất cứ ai trên bất cứ thế giới nào, không sao cậu sẽ không thua. Sato đúng là ba ca, nhưng cô cũng yên tâm rồi sato sẽ không thua được vì thế tối nay chúng ta sẽ ở bên nhau và thực hiện lời hứa nhé có như thế sato mới ở bên trong cô mãi được mọi chuyện tất cả đang thuận buồm xuôi gió gạo sắp thành cơm thì đột nhiên vừng ơi lại mở ra amber đến chả đúng lúc gì cả nhưng bây giờ không đi luôn thì sẽ không có cơ hội lần hai lúc này granat đã chuẩn bị sẵn sàng sato và hime cũng mặc lại quần áo vội và nhanh chóng chuẩn bị khi biết được sắp trở về safira rất vui mừng khóc không thành tiếng sau khi giới thiệu xong Granat trên tay ôm Nefri chưa hiểu chuyện gì chạy vào cánh cổng, cả đám quay lại cung điện Idanoka, trở về quê nhà sau 100 năm Amber vẫn nhớ cảm giác trống vắng cô đơn. Nhưng gác lại chuyện đó sang một bên đi, Granat cảm thấy có mùi máu, đi men theo con đường phía dưới, nơi này đã chất hàng đống xác quái vật. Cả xác của những người lính đã nằm la liệt từ lâu, có vẻ như khi họ đi đã có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Liệu còn ai sống sót trên đất nước này không? Lúc này thính giác của Granat đã nghe thấy tiếng người, qua xem thử thì ai ngờ thấy họ vẫn đang chiến đấu bất ngờ năm chiếc nhẫn trên tay sato phát sáng á à ra là dứa vua vực thẳm đã xuất hiện khiến năm chiếc nhẫn cảm nhận được hắn dùng chiếc nhẫn gió hắc ám để thổi bay quân đế quốc chỉ trong một nốt nhạc nếu sato đi xuống từ đây cậu sẽ ở ngay cạch quân ác ma ú quả vua vực thẳm hime vẫn rất lo cho sato nhưng giờ cậu đã có đủ năm chiếc nhẫn ở đây rồi cậu nhất định sẽ làm được tất cả các con vợ đều đặt niềm tin vào sato hy vọng cậu sẽ không làm họ thất vọng sau khi nhận được cái hôn đầy sinh lực của hime sato không ngại ngần gì nữa một mình anh cân tất từng lượt những chiếc nhẫn được sato phát huy tối đa đánh bọn chúng tan đàn xẻ ngẽ rồi cậu hiên ngang đứng trước mặt vua vực thẳm dùng thanh kiếm ánh sáng để đối đầu với hắn cậu đã chinh phục được vua nhẫn ông công nhận cậu là vị vua mới và ban cho cậu một loại sức mạnh đặc biệt năm chiếc nhẫn hợp lại với nhau tạo thành một chiếc nhẫn vua năm sắc cầu vồng sato dặn ra hết công lực dồn hết vào đòn cuối cùng một chém thẳng vào vua vực thẳm một luồng sáng tạo ra cực lớn khiến các cô công chúa đứng xem đều hoa mắt chóng mặt nhưng cứ ngỡ là vua vực thảm đã tan tành mây khói nhưng đòn đó chỉ đủ làm hắn bị nát một bên pha ngay sau đó hắn đã từ từ khôi phục sato không thể tin được chiếc nhẫn là hiện thân của thế giới đáng lẽ ra hắn phải bị tiêu diệt mới phải sato nghĩ là do mình không đủ mạnh đúng là như vậy rồi còn gì sato đã kiệt sức sau đòn đó và không thể đánh được nữa vua vực thảm chê cậu chỉ là một con rối vô tri hắn giơ tay chuẩn bị kết liễu sato cậu lúc này đến một ngón tay còn không cử động được các công chúa không thể đứng im được nữa lần lượt lao lên giải cứu sato hime lúc này đã rất sợ may amber đã chấn an cô và nói sẽ không để cậu ấy chết vua vực thẳm từ từ nâng sato lên và bắt đầu dùng phép thuật hắc ám hành hạ cơ thể cậu trong tình thế nguy cấp granat đã ra tay ngăn cản thế là các cô công chúa phải gánh sato gãy cả lưng vua vực thẳm không giết họ ngay mà triệu hồi thêm một đống quái vật ra chặn khít đường họ chạy trốn chuẩn bị hành hạ các công chúa dù Granat rất mạnh nhưng cuối cùng cô vẫn bị nắm thóp, nhờ có Amber yểm trợ mà cô đã thoát được. Sato không thể ngồi yên cố gắng vận ra sức mạnh nhưng éo được lại còn mất sức hơn. Trong mơ hồ cậu nhìn thấy Hime và những người khác đang lo lắng cho cậu. Tiếng trứng rán vang lên bên tai Sato lại quay trở lại ngày hôm đó. Vẫn là Hime gọi cậu dậy ăn sáng, rồi sau đó tiếng chuông lại vang lên. Họ đang bên trong lễ đường và chuẩn bị về một mái nhà. Sato lại giật mình lần nữa. Lần này cậu ở trên sân thượng và có cả một chiếc nhẫn màu đen. Nó tỏa ra khí hắc ám khiến người Sato cũng bị tác động, con bà nó đau éo chịu được, một bàn tay to lớn bất ngờ xuất hiện lao tới siết chặt cổ Sato, trong lúc tuyệt vọng nhất hình bóng Hime lại xuất hiện, nó là động lực giúp cậu thoát khỏi cái chết, cậu tỉnh lại thấy Hiền giả, cứ nghĩ là đang trên đường đi tới thiên đường, nhưng ông nói cậu vẫn còn sống, nhìn lại thì tất cả mọi người đều ở đây và đang cưỡi trên một con chim khổng lồ, chính ông là người đã cứu mọi người, nhưng ông không cao siêu gì, ông cũng được người khác cứu. Khi chỉ một mình ông và Mas bị vào thế khó chính cô của Nefri đã cứu họ. Thực ra cô vẫn luôn theo dõi bảo vệ ngài hiền giả. Khi thấy ngài ấy gặp nạn cô không thể khoanh tay đứng nhìn, không phải tự nhiên mà cứu đâu thực ra bà mê ông hiền giả đó. Ông giải thích về tình hình hiện tại, lúc này đám ác ma đã rút lui, vua vực thẳm cũng bị thương không nhẹ, dù không thể tiêu diệt hẳn hắn nhưng như vậy là quá tuyệt vời rồi. Granat vẫn thắc mắc tại sao quân đội lại xuất hiện, vì vua vực thẳm đã lên kế hoạch xâm lược nên quân đội đế quốc cố gắng kìm chân hắn ở trạng núi này nhưng số lượng quân có hạn nên chẳng thể cầm chân lâu chỉ biết sách đít lên mà chạy safira rất lo lắng cho masa nhưng mỗi quốc gia đều chiến đấu ở một khu vực khác nhau nên hiện tại các quốc gia vẫn ổn hoàng tử mas đã ở đó để bảo vệ vương quốc nhưng số lượng ác ma ngày càng tăng nhanh e rằng sẽ không trụ được lâu nhưng con thở là còn gở thất bại thì làm lại dù gì vẫn còn vua nhẫn anh ấy đã quay trở lại ngày mai sẽ là ngày tràn đầy hy vọng vừa nhìn thấy sato hy vọng sáng lóe lên với người dân trong vương quốc một cô bé chạy tới muốn sato đánh bại vua vực thẳm nhanh nhanh để nhỏ còn biết đi chơi sato hứa với cô bé mình sẽ đánh bại vua vực thẳm trước khi nghỉ ngơi safira muốn nghe lời giải thích của hiền giả ông đã từng nói chỉ cần thu thập đủ nhẫn là đánh bại được hắn nhưng giờ lại thành ra như vậy sato mong ông nói thật hay là do sức mạnh của cậu chưa đủ thực ra có một lý do khiến sato chưa thể thắng được truyền thuyết không hề nhắc đến những chiếc nhẫn hắc ám Thông tin về nó thì chưa được xác nhận, nhưng có một điều ông có thể chắc chắn, chúng giống hệt với những chiếc nhẫn của Vua Nhẫn. Giờ việc phong ấn hắn thì cần rất nhiều sức mạnh mà họ không thể biết được. Giờ chỉ còn một điều mà họ có thể làm đó là tới lần đối đầu tiếp theo chúng ta phải huy động toàn bộ sức mạnh của chiếc nhẫn. Chính xác hơn là giúp Sato và các công chúa trở nên bền chặt hơn. Lúc này Mas cũng được gặp lại Sato. Mọi người đã tập hợp đủ hiền giả sẽ phổ biến chuyện chính. Người ta kể rằng Vua Nhẫn và các công chúa đã từng kề vai sát cánh trên trường để huy động sức mạnh của chiếc nhẫn chúng ta cần học cách tương trợ lẫn nhau cùng nhau chiến đấu điều đó là rất quan trọng sức mạnh thì cô và amber thì không nói còn ba cô công chúa còn lại thì điều ông mong muốn là các cô công chúa cần có sức mạnh để xứng đáng với chức danh vị hôn thê của vua nhẫn nói cách khác là ông sẽ mở một khóa đào tạo cô dâu tối đó các công chúa đã nằm sẵn trên giường chờ sato thôi sato biết là tối nay cậu không xong rồi họ muốn vua nhẫn tận hưởng trọn vẹn nhất sau những ngày chiến đấu mệt mỏi cậu có cơ hội chọn một trong bọn họ hoặc không thì chọn hết cũng được người lớn đâu ai chọn đâu đúng không thôi thì vơ hết ước mơ của bao thằng con trai thế là tối đó sato có một giấc ngủ tuyệt vời sáng hôm sau cậu cùng hime đến thăm cả nhà hime lúc họ ra đi cô còn quá nhỏ nên không nhớ rõ khuôn mặt của họ nhưng cô nhớ rất rõ sinh mạng này là do cha mẹ hy sinh để bảo vệ ngoài hime còn một cô em gái cũng ở đây nhưng lâu lắm rồi cô chưa gặp lại sau đó hime nắm tay sato và giới thiệu cậu với gia đình và cảm ơn cậu đã ở đây bảo vệ cô nhờ có cậu mà cô mới được hạnh phúc lúc này cả đám đã đứng ở phía sau bọn họ nghe hết mọi chuyện ông tới hỏi thăm về việc học phép thuật của cô sắp tới hime sẽ được một người dạy phép thuật người đó sẽ tới sớm thôi lúc này một cơn gió thổi qua một cô gái có màn xuất hiện rất ấn tượng nhỏ đánh giá sato cũng không tệ cô giới thiệu mình là morian em gái thất lạc của hime